Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Đức thừa nhận sai lầm khi đánh giá thông tin tình báo về xung đột Nga-Ukraine. Ukraine cảm ơn Na Uy về quyết định lịch sử, Mỹ đảm bảo phê duyệt yêu cầu chuyển giao F-16. Nghi vấn ông Trùm Prigozhin còn sống, Wagner chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất nhân chứng kể về vụ tai nạn máy bay nghi chở ông trùm Wagner. Những nhân vật chốc bu nào của Wagner có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn? Ukraine tuyên bố đã đổ bộ lên bán đảo Crimea. Mỹ yêu cầu tạo mũi kiếm sắc nhọn xuyên tới biển Ajut. Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đã thừa nhận cơ quan tình báo đối ngoại Đức đã nhiều lần đánh giá sai lầm một cách nghiêm trọng những diễn biến trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Phát biểu với báo chí, ông Robert Habeck cho biết, trước hết các nhân viên tình báo Đức không đánh giá chính xác rủi ro của một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp nổ ra giữa hai nước ngay khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trái lại, các cơ quan tình báo Mỹ và Anh đã cảnh báo rất mạnh mẽ về mối đe dọa xung đột tiềm tàng ở thời điểm đó. Cơ quan tình báo Đức cho rằng đây chỉ là một cuộc diễn tập, điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra, nhưng cuối cùng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, ông Habeck nhấn mạnh. Trước đó trong cuộc phỏng vấn vào tháng 4 năm 2023, ông Robert Habeck nói, BND cũng đã đánh giá sai lầm ngay khi xung đột bùng phát, cho rằng trong 48 giờ nữa, Tổng thống Nga Putin sẽ chiếm toàn bộ Ukraine, song điều này không trở thành hiện thực. Kết quả là Berlin chỉ quyết định hỗ trợ quân sự cho Kiev 2 ngày sau khi xung đột bùng phát. BND đã nhiều lần phải đối mặt với cáo buộc thiếu năng lực trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Vào tháng 2 năm 2022, truyền thông Đức đưa tin cơ quan này không hề nhận thức về nguy cơ xung đột tiềm tàng tại Ukraine và người đứng đầu BND. Ông Bruno Khan đã tới Kiev ngay trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự. Ông Bruno Khan cùng với các nhà ngoại giao và đặc vụ tình báo Đức khác đã không kịp sơ tán, khiến BND phải cử một đội đặc vụ đến đón ông. Bruno Kahn cuối cùng đã được đoàn xe đưa đến Ba Lan khi xung đột lên đến đỉnh điểm. Đầu tháng 7, truyền thông Đức cũng đưa tin BND đã không thông báo kịp thời cho chính phủ về cuộc binh biến ở Nga diễn ra vào cuối tháng 6. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với báo chí rằng các nhân viên tình báo nước này không biết trước về kế hoạch nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner và chỉ báo cáo những gì họ quan sát được. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gastor, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết cảm kích trước việc các nước xác nhận gửi máy bay F-16. Theo ông Zelensky, tính tới nay có 3 quốc gia là Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy xác nhận gửi các máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev và hỗ trợ huấn luyện phi công cũng như hậu cần. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Na Uy Jonas Gastor vào ngày 24 tháng 8, Tổng thống Zelensky khẳng định, Chúng tôi rất cảm kích trước việc ba nước xác nhận việc sẽ gửi máy bay F-16. Tôi cũng muốn cảm ơn chính phủ Na Uy vì quyết định lịch sử và quan trọng về việc chuyển giao máy bay cho Ukraine. Trước đó phát biểu trong chuyến thăm cùng ngày tới Kiev, Thủ tướng Na Uy thông báo sẵn sàng chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine, trong đó có hai chiếc được sử dụng cho mục đích huấn luyện. Tuy nhiên, con số cụ thể vẫn chưa được công bố chúng tôi sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 của Na Uy cho Ukraine và sẽ cung cấp thêm thông tin về việc hỗ trợ, số lượng và thời gian chuyển giao cụ thể vào thời điểm thích hợp. Thủ tướng Jonas Gaston nói, Washington cũng đã chính thức đảm bảo với Đan Mạch và Hà Lan rằng Mỹ sẽ nhanh chóng phê duyệt tất cả các yêu cầu chuyển giao F-16 của bên thứ ba cho Ukraine để nước này sẽ nhận được F-16 khi các phi công được đào tạo xong. Đan Mạch và Hà Lan, hai quốc gia dẫn đầu liên minh đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine, gần đây đã yêu cầu những đảm bảo này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thư tới những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan để đảm bảo với họ rằng các yêu cầu này sẽ được chấp thuận. Ukraine đã tích cực tìm kiếm các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để giúp nước này chống lại ưu thế trên không của quân đội Nga. Trong khi đó, Nga cũng nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine. Nghi vấn ông Trùm Prigozhin còn sống, Wagner chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu lực lượng Wagner được tuyên bố là tử vong trong một vụ tai nạn hàng không. Vào tháng 10 năm 2019, máy bay An-27 rơi ở Cộng hòa Dân chủ Congo và ông Prigozhin được cho là có mặt trên chiếc máy bay này. Thế nhưng ông ấy xuất hiện bình an vô sự sau 3 ngày tai nạn. Trang Daily Mail cho biết, sau vụ máy bay được cho là chở ông Trùm Warner bị rơi ở Nga, các kênh Telegram liên kết với Warner như Gray khẳng định ông Prigozhin đã thiệt mạng. Tuy nhiên, Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận với ông Prigozhin cho biết, dù máy bay gặp nạn là của ông, nhưng ông chủ Warner thường sử dụng máy bay khác. Chiếc máy bay thứ hai liên quan đến ông Trùm Warner đã được theo dõi khi bay qua Saint Petersburg vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, làm tăng thêm suy đoán rằng ông Prigozhin có thể đã không có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn máy bay thứ hai được cho là đã hạ cánh xuống thủ đô Moscow. Tương tự, hãng thông tấn Redoka có liên kết với ông Prigozhin cho rằng vẫn còn sớm để xác định ông Prigozhin đã chết. Theo hãng thông tấn Radoka, ông Prigozhin thường khiến mọi người bối rối bằng việc thay đổi kế hoạch di chuyển vào giờ chót. Tuy nhiên, những người ủng hộ lực lượng Wagner đã bày tỏ lòng tiếc thương đối với ông Prigozhin bên ngoài tòa nhà trung tâm Wagner ở Saint Petersburg sau tin tức về vụ tai nạn máy bay. Mặc dù nguyên nhân vụ tai nạn chưa rõ ràng, nhưng các kênh truyền thông xã hội Nga tràn ngập suy đoán rằng thùng rượu vang hảo hạng trên máy bay thực chất có thể là một quả bom ngụy trang. Cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết tìm thấy thi thể nạn nhân từ đống đổ nát, nhưng trang Daily Mail không thể xác định liệu ông Prigozhin có phải là một trong số các nạn nhân hay không. Daily Mail còn đưa tin, sau khi có tin ông trùm Wagner tử nạn, lính đánh thuê của tập đoàn Wagner đang chuẩn bị huy động toàn diện. Hãng thông tấn Radoka đưa tin Công ty quân sự tư nhân này có cơ chế hành động đã được phê duyệt từ lâu trong trường hợp ông Prigozhin hoặc chỉ huy lực lượng này, ông Dmitry Utkin qua đời. Một nguồn tin xác nhận, trong trường hợp ông Prigozhin qua đời, sẽ có một cơ chế huy động toàn lực. Về máy bay nghi chở ông chuồng Prigozhin bị rơi ở Nga, nhiều mảnh vỡ từ máy bay đã được tìm thấy nằm cách hiện trường 2 km. Kênh Russia24 của Nga đưa tin khi rơi tự do, mảnh vỡ của chiếc máy bay Embraer đã nằm rải rác trên khu vực dài 2 km tính từ làng Kuzenico. Phần lớn, mảnh vỡ thân máy bay đã được tìm thấy tại đây. Cũng theo kênh Russia24, phần lớn mảnh vỡ máy bay rơi xuống khu vực nằm gần các doanh nghiệp nông nghiệp. Hãng thông tấn Ria Novosti cho biết, một trong những mảnh vỡ của chiếc máy bay Embraer đã nằm trên đường vào làng Kuzenkino, cách hiện trường tai nạn khoảng 2 km. Cảnh sát địa phương đã phong tỏa các mảnh vỡ để phục vụ công tác điều tra một phụ nữ địa phương cho biết, bà tìm thấy nhiều bộ phận của máy bay rơi khi máy bay lao xuống. Nhân chứng kể về vụ tai nạn máy bay nghi chở ông trùm Wagner. Nhiều nhân chứng xác nhận rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn khi chiếc máy bay nghi chở ông trùm Wagner gặp nạn. Vitaly Stepanuk, một cư dân 72 tuổi của làng Kuzenkino, đã chia sẻ với Reuters tường thuật của mình về những gì xảy ra khi máy bay được cho là đang chở lãnh đạo Wagner, Jagani Prigozhin rơi từ bầu trời. Stepanov nói rằng ban đầu anh nghe thấy một tiếng nổ lớn và sợ rằng máy bay sẽ rơi xuống nhà mình ở Kuzhenkino, nằm gần khoảng chính giữa các thành phố Moscow và Saint Petersburg. Thường thì nếu một số vụ nổ xảy ra trên mặt đất thì bạn sẽ nghe thấy tiếng vang, nhưng chỉ có một tiếng động nổ và tôi nhìn thấy khói trắng. Stepanov nói, một cánh bay đi theo một hướng và thân máy bay cũng như vậy. Anh ta nói, mô tả bằng cử chỉ tay để chỉ ra cách máy bay hướng xuống mặt đất và sau đó nó trượt xuống trên một cánh. Nó không lao đầu xuống, nó trượt xuống. Sau vụ tai nạn, Stepanuk nói rằng anh đã nhảy lên xe đạp và đến hiện trường sau 20 phút. Mọi thứ đều đang cháy, mọi người đi dạo quanh, họ kéo ai đó ra, chỉ còn lại mảnh vụn, anh ta nói. Nhiều cư dân sống gần hiện trường vụ tai nạn đã nói chuyện với truyền thông Nga về những gì họ nhìn thấy. Một người đàn ông kể cho RIA Novosti rằng anh nghe thấy hai tiếng nổ trên bầu trời trước khi máy bay bắt đầu rơi. Một người phụ nữ ở làng Kuchenkino thuộc vùng Tiver cho biết khoảng 19 giờ ngày thứ tư, cô nghe thấy tiếng máy bay gần nhà, nơi nằm cách đuôi máy bay Embraer, giờ đang nằm 300 mét. Sau đó một tiếng động giống như tiếng nổ, như tiếng súng, rồi đột nhiên một vụ nổ. Tôi nhìn lên và nghe thấy tiếng trên đầu tôi giống như tiếng nổ, như một loạt vụ nổ, cô nói. Máy bay bắt đầu lắc lư, rồi một cột khói nổi lên và máy bay bắt đầu lao xuống, lao sâu, lumila osipova một cư dân khác của kuzenkino nói rằng cô không thấy được thời điểm máy bay đâm xuống mặt đất nhưng cô thấy đám mây khói đen sau khi được hàng xóm thông báo về sự cố osipova nói rằng hàng xóm của cô gọi vụ việc đó là kinh khủng có tiếng nổ lớn sau đó cô ấy hàng xóm của osipova quay đầu để nhìn và cả máy bay đều bùng cháy cô ấy nói họ thấy máy bay bị bốc cháy và bắt đầu rơi osipova nói rằng hàng xóm của cô đã kể lại Yevgeny Prigozhin, trưởng nhóm lính đánh thuê Wagner, được cho là có mặt trên một chiếc máy bay gặp nạn ở phía tây bắc Moscow vào hôm thứ Tư, theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga thông báo. Vụ tai nạn xảy ra vài tháng kể từ khi Prigozhin tạo ra cuộc nổi loạn chống lại lãnh đạo quân sự Nga. Cuộc nổi loạn được hủy bỏ theo thỏa thuận yêu cầu Prigozhin và các chiến binh của ông phải di rời đến Belarus. Cơ quan hàng không nhà nước Nga Rosa cho biết một ủy ban đặc biệt đã bắt đầu điều tra tình hình và nguyên nhân về vụ tai nạn máy bay Embraer 135 xảy ra vào ngày 23 tháng 8 ở khu vực Tiver. Tuyên bố của cơ quan này nói rằng máy bay thuộc sở hữu của MNT Aero LLC, một đơn vị chuyên về vận tải doanh nghiệp. Những nhân vật chốt bu nào của Warner có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn theo lời giới chức hàng không Nga, trên chiếc máy bay bị rơi ngày 23 tháng 8, ngoài ông chùm Yegoni Prigozhin và cánh tay phải của ông này là Dmitry Utkin, còn có 5 nhân vật khác của Warner. Hãng Interfax đưa tin, thi thể của toàn bộ 10 người có mặt trên chiếc máy bay rơi đã được tìm thấy và chiến dịch tìm kiếm đã kết thúc. Cơ quan hàng không Nga, Rosaviesia, đã công bố tên của tất cả 10 nạn nhân. Ông Dmitry Utkin Dmitry Utkin thường được mô tả là người sáng lập hoặc đồng sáng lập nhóm quân sự tư nhân Warner dù vai trò chính xác của ông này vẫn còn đang được tranh cãi. Tên liên lạc riêng của ông Dmitry Utkin là Wagner, và nhóm Wagner dường như được đặt theo tên của ông ta. Ông Utkin sinh năm 1970, từng là sĩ quan trong cơ quan tình báo quân đội GRU của Nga và từng tham gia cuộc chiến ở Chechnya và Syria. Dmitry Utkin là một trong số những thành viên của Wagner đã tham gia các chiến dịch của Nga ở Đông Ukraine từ năm 2014 và đã nhận được khen thưởng của Điện Kremlin. Dmitry Utkin hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lần cuối cùng ông này xuất hiện công khai là trong video do ông Prigozhin đăng tải vào tháng 7. Valery Chekalov Hãng tin BBC dẫn lời nhà quan sát người Nga Georgi Revisvili nói Valery Chekalov là một trong những người bạn thân nhất của ông trùm Wagner Prigozhin. Ông Chekalov đã làm việc với nhà lãnh đạo Wagner từ những năm 2000. Ông Valery Chekalov không chỉ phụ trách vấn đề hậu cần của tập đoàn Wagner, mà còn giám sát các hợp đồng cung cấp thực phẩm cho quân đội cũng như các dự án ở nước ngoài có liên quan tới thăm dò địa chất, sản xuất dầu hoặc nông nghiệp. Ông Valery Chekalov có liên quan tới Aeropolis, công ty đã ký một thỏa thuận dầu mỏ hời với Syria và chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí cho Wagner. Nhân vật này từng là mục tiêu trừng phạt của Mỹ vì là người hành động thay mặt cho ông Prigozhin. Jagani Makarian, theo trang điều tra Dossier Center, ông Jagani Makarian là cựu cảnh sát, đã gia nhập Wagner vào tháng 3 năm 2016. Ông này từng tham gia chiến đấu ở Syria và có bí danh là Maka. Sergei Propustin Là chiến binh Wagner từ năm 2015, ông Propustin sử dụng tên liên lạc là Kev và từng tham chiến ở Chechnya. Theo Dossier Center, nhân vật này thuộc đơn vị chuyên cung cấp vệ sĩ riêng cho ông Prigozhin. Alexander Tomin Người này có tên liên lạc là Todd, Ông này thường đăng ảnh trên Telegram, khoe lối sống hào nhoáng của bản thân. Nikolai Matusev, Dossier Center cho biết nhân vật bí ẩn này tham gia lực lượng Wagner từ năm 2017. Theo hãng tin Reuters của Anh, đoạn video ngắn đăng kèm với tuyên bố trên cho thấy một chiếc xuồng nhỏ di chuyển trên mặt nước vào ban đêm gần bờ biển. HUR cho biết các lực lượng Ukraine đã đổ bộ lên khu vực ở mũi Tây của bán đảo Crimea gần các khu dân cư Olenika và Majak. HUR cũng nói thêm rằng họ đạt được tất cả các mục tiêu và gây thương vong cho đối phương, song không nêu rõ những mục tiêu đó là gì. Tuyên bố của Tổng cục Tình báo Ukraine được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Crimea từ tay Nga. Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine Kirill Budanov cũng tiết lộ Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác nhắm vào Crimea trong vài ngày tới. Nga sát nhập Crimea từ tháng 3 năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Moscow coi Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Tuy nhiên, Ukraine và các nước phương Tây đã chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý nói trên. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công vào Crimea, nhắm mục tiêu vào cây cầu nối liền từ Taman đến Kesh bằng phương tiện không người lái trên không và trên biển, cũng như tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp. Chỉ trong tuần trước, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn một âm mưu tấn công bằng tên lửa vào cây cầu quan trọng này, cũng như bắn hạ 20 máy bay không người lái nhắm vào bán đảo Crimea. Ông Vasin Maliuk, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine xác nhận, xuống không người lái mang tên Sea cùng hai chiếc máy bay không người lái UAV khác mang đầu đạn nặng 850 kg đã tấn công cây cầu Crimea vào hôm 17 tháng 7. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công của Ukraine được phát động vào đầu tháng 6, cho đến nay vẫn chưa chọc thủng được phòng tuyến của Nga ở Chaporohi, khiến Ukraine chịu thiệt hại nặng nề về binh sĩ và vũ khí. Theo giới quân sự Mỹ, Ukraine phải tập trung binh lực theo hướng Orekhovsky trên mặt trận Japorohi ở phía nam để đột phá ra biển Azov. Giới truyền thông Mỹ cho rằng trong những ngày gần đây, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải thực hiện một số điều chỉnh trong chiến lược phản công, theo ý định của các quan chức Lầu Năm Góc. Tạp chí Phố Quân trích dẫn các nguồn thông tin cho biết quyết định này được giới lãnh đạo quân sự chính trị Kiev đưa ra sau nhiều tuần tranh cãi với các tương lĩnh quân đội Mỹ về sự thiếu hiệu quả trong chiến lược phản công nhiều hướng của Ukraine. Trước đó, đại diện Lầu Năm Góc bày tỏ không hài lòng với việc Ukraine đang cố gắng tấn công cùng lúc theo nhiều hướng, ở cả vùng Donetsk lẫn Lugan, Donbass ở phía đông và Japorohi ở phía nam, nhưng mất mát nhiều mà không đạt được bất cứ bước tiến nào đáng kể. Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn chỉ trích các hành động của quân đội Ukraine ở khu vực Atemos, Bamut, vùng Donetsk, mà các tướng lĩnh quân đội Mỹ coi là một sai lầm nghiêm trọng. Theo người Mỹ, thực lực của quân đội Nga vượt trội hơn quân đội Ukraine rất nhiều cùng với đó là khả năng cơ động, điều chuyển binh lực cùng vượt trội nên khi ép ngay càng mở nhiều hướng tấn công thì càng đúng ý của Moscow, bởi họ có điều kiện bẻ gãy những mũi tấn công yếu ớt của địch thủ. Về phía Kiev, việc mở nhiều hướng tiến công đã dẫn đến sự phân tán lực lượng và phương tiện không cần thiết, tước đi cơ hội của lực lượng vũ trang Ukraine hình thành một cú đấm chủ lực mạnh, tập trung đột phá vào một khu vực của một mặt trận đến lượt mình đại diện của ukraine đang cố gắng giải thích hành động của mình với mong muốn tránh tổn thất và cứu người và thiết bị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine là tướng valery jaluni đã cố gắng giải thích với washington rằng đây không phải là một hoạt động chống nổi dậy quen thuộc với người mỹ mà là trận chiến kurd vĩ đại trong thế chiến thứ hai nhưng nhiều khả năng các tướng lĩnh lầu năm góc không để ý đến lời biện minh của jaluni các tướng mỹ khuyên nên tung toàn bộ lực lượng hiện có về khu vực orekoski theo hướng japorohi ở phía nam để đột phá ra biển ajot lầu năm góc tin rằng nếu chỉ tập trung binh lực ở một hướng thì quân đội ukraina sẽ tập hợp đủ số lượng xe bọc thép đã được chuyển giao để thực hiện thành công đòn xuyên phá quân đội mỹ tin rằng thời cơ để đạt được thành công theo hướng japorohi vẫn chưa mất đi nhưng để làm được điều này lực lượng vũ trang ukraina sẽ phải từ bỏ chiến lược phản công trên diện rộng phân tán lực lượng và phương tiện vốn đã mỏng và yếu của mình ở nhiều khu vực cuối cùng lực lượng vũ trang ukraina đã phải điều chỉnh chiến lược phản công và tập trung vào khu vực orekho ở mặt trận phía nam do đó lực lượng vũ trang ukraina thậm chí còn phải rút vào thế phòng thủ trên mỏm đá rameski để tập trung binh lực tối đa hòng tạo ra bước đột phá trong khu vực orakho Đến đây 10 phút của bản tin cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị thông qua phần bình luận ở phía dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.